dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ được công khai lựa chọn nhà thầu xây lắp. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng phễu lọc 5 tiêu chí lựa chọn nhà thầu xây lắp cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2. Theo quy định của pháp luật về xây dựng và đấu thầu, nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu phải đáp ứng điều kiện, gồm có chứng chỉ năng lực đối với công trình đường bộ, phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự về mặt kỹ thuật với tư cách là nhà thầu, có cùng loại và cấp công trình, và có giá trị hợp đồng tương tự tối thiểu 50% giá gói thầu đang xét. Nguồn lực tài chính phải đáp ứng yêu cầu, doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng 3 năm gần nhất phải tương đương với giá gói thầu đang xét. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ thông qua 5 tiêu chí đánh giá kinh nghiệm, năng lực để chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp tại dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Thứ nhất, thời gian hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông tối thiểu là 5 năm. Nhà thầu cần có chứng chỉ năng lực hạng nhất đối với công trình đường bộ, chứng chỉ năng lực phù hợp cấp công trình cầu, hầm của gói thầu đang xét, tương ứng với cấp công trình cầu, hầm. Thứ hai, năng lực tài chính như doanh thu bình quân hàng năm trong hoạt động xây dựng trong 3 năm gần đây, nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị tài sản ròng, dương trong năm gần nhất, xác nhận cơ quan thuế không nợ động tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến kỳ kê khai gần nhất. Thứ ba, phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự về mặt kỹ thuật với tư cách là nhà thầu, có cùng loại và cấp công trình, và có giá trị hợp đồng tương tự tối thiểu 50% giá gói thầu đang xét. Thứ tư, yêu cầu về nhân sự chủ chốt và các nhân sự khác như số lượng, số năm kinh nghiệm, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Thứ năm, yêu cầu về máy móc, thiết bị chủ yếu, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trường hợp nhà thầu tham gia nhiều gói thầu thì phải đảm bảo không có sự trùng lặp về nhân sự, máy móc, thiết bị giữa các gói thầu và đáp ứng nguồn lực tài chính bố trí cho từng gói thầu. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó cho phép áp dụng cơ chế chỉ định thầu, bảo đảm khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.